Ngay sau đó, họ cũng đã nhìn thấy hình ảnh của một con dơi bắt cá trong nước. Đây là thời khắc duy nhất. Trong chưa đầy 0,2 giây, con dơi đã nhanh chóng kết thúc việc đánh bắt cá của mình. Qua xem xét đoạn video, đoàn làm phim nhìn thấy rõ ràng cảnh một con cá đang bị nắm chặt trong bộ móng vuốt của con dơi. Họ cũng đã nhìn thấy một con cá khác thông qua hình ảnh này. Ban đầu, con dơi bắt được hai con cá cùng một lúc. Thế nhưng, một trong hai con cá đó đã thoát khỏi sự săn bắt của con dơi. Lúc này, đoàn quay phim cuối cùng cũng có một hình ảnh rõ ràng để chứng minh rằng dơi mũi sử dụng bộ móng vuốt đồ sộ của nó để bắt cá. Bằng những phân tích các hình ảnh ghi lại được, tiến sĩ Ma cũng nhận thấy rằng khi những con dơi mũi bay, chúng có thể phát ra một loạt các sóng siêu âm. Đây là lý do tại sao chúng có thể xác định chính xác vị trí của mục tiêu khi nó còn gần mặt nước. Khác với các loài chim, những con dơi đầu tiên sử dụng radar của chúng để xác định vị trí của con mồi và sau đó mở bộ vuốt sắc nhọn của chúng để đón bắt. Bất kỳ một chuyển động nhỏ nào trên mặt nước đều không thể thoát khỏi đôi tai rất thính của chúng. Những con cá liều mạng đến gần mặt nước sẽ nhanh chóng trở thành con mồi của chúng. Qua các bước nghiên cứu khoa học, nhà động vật học Manji của Trung Quốc đã sử dụng máy quay phim để có được những hình ảnh rõ ràng về việc đánh bắt cá của loài dơi mũi. Và cuối cùng cũng đã làm sáng tỏ được bí ẩn của bộ móng vuốt đồ sộ của loài dơi mũi mà các nhà khoa học đã không thể giải thích trong hơn 70 năm qua.